Quyết định này được đưa ra sau khi Viện Pasteur TP HCM công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy các loại thực phẩm bên trong bánh mì của tiệm này như thịt, đồ chua, pate, bơ đều nhiễm các loại khuẩn E. coli, coliform và Shigella ở mức cao. Tính từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 5, tại Bến Tre đã có 163 người nhập viện với các triệu chứng ngộ độc như ói mửa, tiêu chảy kéo dài, sốt cao, đau bụng. Các bệnh nhân được hỏi đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại tiệm Minh Tuyến vào chiều tối ngày 22 tháng 5. Theo Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bến Tre, các lỗi vi phạm của tiệm bánh mì Minh Tuyến bao gồm quy trình chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đã hết hạn, người trực tiếp sản xuất thực phẩm không sử dụng phương tiện bảo hộ lao động và không thực hành vệ sinh cá nhân theo quy định. Bên cạnh mức phạt trên, tiệm bánh mì Minh Tuyến còn bị yêu cầu ngưng hoạt động cho đến khi có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mới.